đặt một cây đèn bốn màu thôi mà sao lại thành 16 màu được nhỉ cơ mà mình không có nhớ nhầm đâu tại mua một cây bốn màu sẽ tiết kiệm được một ít tiền hơn 16 màu mà chưa tới 100 cành cho một em siêu cu hộp me này mà công nhận nha cái máu tiết kiệm của mình nó ăn vô máu từ bé luôn không biết có ai như mình không mỗi lần muốn mua cái gì là cứ phải cân nhắc tới lui mãi mới mua được cái gì có rồi là sẽ không có mua dư ra để dành tiền còn lại việc khác nữa mà nói tóm lại là cái đèn này không phải xa lạ gì mà giờ tôi mới tạo được tính ra là kích thích sự sáng tải của tôi nhờ cách phối bốn lăng kính này lại với nhau hệ công thức tính tổ hợp năm lớp 10 đúng không ta thì sẽ thành 16 màu và đèn cũng rất là sáng và lung linh nha rồi tới công chuyện với tôi luôn mà đèn này có một cái nhược điểm nhỏ mà tôi thấy nó cũng là ưu điểm cái cổ đèn thì nó chỉ có đứng yên thôi mà ưu điểm đó là đỡ bị rơi cái cổ đèn ra với cái sự nghịch phá của tôi mà nói trước là thoại không có biết xám ảo lắm nên chỉ có một vài tấm hình xương xương thế này thôi mong mọi người nhớ thả tim và follow thoại nha <laughs>